Sau 3 tháng điều tra, thì vào lúc 17 giờ ngày 30 tháng 6 hôm nay, Chính phủ đã chính thức công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung trong cuộc họp báo thường kỳ. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, sau quá trình điều tra do Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì với 100 nhà khoa học trong và ngoài nước đến từ 30 cơ quan, thì đã xác định rõ độc chất phenol cyanua kết hợp với nhiều loại chất độc khác đã khiến cho cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực khu công nghiệp Vũng Áng. Và sau khi rà soát nguồn độc chất, đoàn kiểm tra liên ngành đã xác định 9 công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã xả lượng độc chất này ra biển. Nguyên nhân là do sự cố trong quá trình thi công vận hành thử nghiệm các nhà máy của Formosa. Chính phủ đã yêu cầu Formosa thực hiện 5 cam kết. Trước hết, công khai xin lỗi người dân Việt Nam, bồi thường thiệt hại về môi trường và kinh tế 500 triệu đô la Mỹ, tương đương với hơn 11.000 tỷ đồng. Khắc phục hệ thống và công nghệ, phối hợp với các bộ ngành xây dựng giải pháp xử lý sự cố và nếu tái vi phạm thì sẽ thực hiện chế tài theo pháp luật của Việt Nam. Trước khi Chính phủ chính thức công bố nguyên nhân cá chết vào lúc 16 giờ cùng ngày hôm nay, ông Trần Nguyên Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã gửi một bức thư cho toàn thể nhân viên thừa nhận sai sót gây ra vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung. Đó là do sai sót của nhà thầu phụ trong quá trình vận hành thử máy nhà máy.